Hello, Linh xin mến chào cả nhà. Hiện tại thì Linh và hai đứa con có chuyến đi đến Vegas. Hiện tại thì mọi nơi ở nước Mỹ đều mở cửa trở lại. Thì cũng lâu lắm rồi không có đi du lịch. Hôm nay thì Linh có hẹn với một nhóm bạn trong gia đình đó. Có những người trong gia đình nữa rồi một số bạn bè đến Vegas. Lâu lâu thì có dịp tổ chức đi chung với nhau. Thì trên đoạn đường từ nhà Linh đến Vegas lái xe khoảng 7 tiếng. Thích lái xe đến đó, tại vì khi mình đi đó, rồi mình cũng dừng lại vài nơi, rồi mình thích ghé chỗ nào mình ghé. Mà bay thì nó dễ rồi, bay trong vòng 1 tiếng thôi, cũng tùy theo nơi. Cái chỗ Linh ở thì muốn bay lên Vegas thì phải đi qua một cái tiểu bang khác, Arizona nè, hoặc là một cái tiểu bang nào đó Linh không có rõ lắm, tại vì Linh coi vé rồi là bay qua bên Vegas đó là phải đi qua Arizona nè, ở đó khoảng chừng 3 tiếng rồi mới bay lên Vegas, thì đoạn đường nó hơi xa, giống như là mình cũng chờ nữa thôi. Thì lái xe thì trong vòng khoảng 7 tiếng, thì hiện tại thì Linh và hai đứa con đi lên đó. Nói chung là đi chơi vài ngày thôi để xả stress. Lâu lắm rồi, cũng hơn 1 năm nay không có đi xa. Thì có con gái nó lái, Linh thì ngồi bên cạnh thôi. Ở California thì đất cũng rất là rộng luôn, cả nhà thấy hai bên đường đó còn đất trống dữ lắm luôn á, cho nên là chính phủ Mỹ thường thì cho những người dân nhập cư vô nước Mỹ này rất là nhiều mỗi ngày, cho nên là đất thì rất là nhiều. Người dân qua đây mặc dù là mỗi ngày biết bao nhiêu người cũng vẫn còn đất trống cho họ ở đó các bạn. Thì phía bên phải lên đó là đây là họ trồng những cái cây cây lựu nè, đó họ trồng để mà kinh doanh đó. Còn phía bên đây thì họ trồng những cây hạnh nhân đó cả nhà. Cây hạnh nhân hoặc là những cây hạt dẻ cười họ trồng xung quanh trên đoạn đường này. Thì vào đầu mùa xuân á, thì những cái cây này á, nở hoa trắng xóa rất là đẹp luôn. Bây giờ là nó đã ra lá rồi. Rồi thì rốt cuộc lại cũng tới nơi rồi cả nhà ơi. Đi 8 tiếng đồng hồ luôn đó. Mặc dù mệt thiệt nhưng mà khi đến Vegas rồi á thì thấy nó có cảm giác là nhộn nhịp xôn xao rồi đó. Bên ngoài thì rất là nhiều cái nhà cao tầng nè, khách sạn. Buổi tối thì ở đây đẹp lắm. Thì Linh sẽ đến đây rồi ở đây vài ngày để mà vui vẻ với bạn bè, sau đó Linh sẽ làm những cái video rất là hay, rất là hấp dẫn ở đây. À, để gửi đến cho tất cả mọi người xem nha. Bây giờ mời cả nhà cùng đi chơi ở Vegas với Linh Kali ha. Rồi Linh đang ở cái tuốt ở trên tầng thượng, tầng trên hết á, ở khách sạn này cả nhà.
thì ba mẹ con đậu ở đây, chỗ này nó trống, rồi phải đi xuống dưới thang máy. Rồi bây giờ đi tìm chỗ ở trên đây, thì cái sân thượng này thì đậu xe cho tất cả các khách sạn luôn. This is the parking, babe. So we go to casino. Casino. Okay. Casino. Rồi đi xuống phải không? Palacio nha con. Để tìm Palacio đi. Thì mình đang ở khách sạn Palacio đây nè cả nhà. Cũng gần hết con. À, hôm nay đông người quá. Nước mới mất cửa trở lại thì những người khách đã đến đây du lịch nè cả nhà. Với lại Spring Break nữa. Thì phụ huynh đưa con cái đi đến đây chơi, giải trí. Mình thấy một số người không có đeo khẩu trang. Ở đây là tiểu bang Nevada, thì nó mỗi tiểu bang á có cái lực khác nhau nữa. Linh đang ở khách sạn Palacio. Đây là dưới sảnh đường. Palacio. Đây đông quá trời luôn các bạn. Đông quá trời, đông luôn. Được hai phòng mẹ con, được hai phòng free, và lấy thêm một phòng cho My nữa, được ba phòng free. Ba phòng free là con chơi game này đó. Mẹ chua game này nè, có mấy cái phòng nè, mấy cái này là mấy cái khách sạn cô có thể ở free. Palacio Aria là mình chọn không con hả? Sao vậy, cô có thể coi category thì cô có thể khách sạn lấy phòng cho show, mấy trò chơi casino nó cho cô tiền nữa. À, đây sao bạn có nhiều cái mẹ con chọn, con thì mình chọn sao? Đúng nha, con không có điểm nhiều, con mới chơi được có một tuần mà. Thì nếu bây giờ con chị Nghiêm muốn lấy cái cho anh Đạt là cái 50 là lấy cái phòng này 129 phòng cho một ngày là quá rẻ. Nhưng mà phải 50 điểm, con có 48 điểm rồi. Con phải đợi tới nữa con chơi. Chơi game được điểm thế. Này là gian nó chơi bằng tiền thiệt. Nếu mỗi 2-3 tiếng cô đợi thì nó sẽ cho cô điểm, nó sẽ cho cô tiền. Nếu mà cô nhiều tiền thì cô bỏ tiền thì cô vô nè. Con xài bao nhiêu tiền rồi mới được điểm đó? Con xài có 5 đồng mà.
có 5 đồng hả? Sao 5 đồng mà thôi được có ăn được bao nhiêu điểm rồi, tính ra 3 phòng luôn hả? Đó, mẹ mới lại lấy phòng, con chưa lấy phòng nào, tụi con mới tạo. Mẹ chơi được 2 năm rồi, 2-3 năm rồi nè, thấy không? Bây giờ con bé 1.500 nhiều, thì con bé 1.500 nè, con sẽ bấm. Mỗi lần nền tiền của con, cái này con phải chơi nhiều, nó mới ra cái điểm này. Cái bây giờ nó ra nè. Cho nó lên nhiều điểm. Ai chơi xong được điểm. Dạ. Thế con bấm, con thấy nó ra nữa nè. Đó, mỗi lần con bấm vậy nó sẽ lên điểm. Càng nhiều điểm này á, thì con lại được nhiều hơn. Con muốn được 50.000 để con được lấy cái phòng 129 đồng. Muốn vậy là con phải chơi. Được 48 rồi. Con bé nó quá cao. Mời cả nhà nhé. Mời cả nhà tới. Dạ. Thấy không? Con bé 25 triệu nó quá cao, nó thấy cho con điểm nó quá nhanh rồi. Đó. Lôi mà tại vì con tiền con quá nhiều, con chơi quá, con chơi cô còn kèm bét nhiều á thì cô kèm tiền nhiều. Đã con mới trúng được 75 triệu rồi đó. Nãy con mới trúng được 75 à, bây giờ nó cho con tiền. À thấy không? Nếu mà tiền ảo, nhưng mà nếu mà cô hết tiền á thì cô phải bỏ tiền của cô vô. Con chơi đồng tiền ảo đây, sau đó là con được điểm, nó cho con chuyển tiền này. Cái điểm này thì cô muốn lấy phòng hay muốn cái gì là cái này. Điểm con quá thấp, con 49 à. Mẹ là 150 ngàn nên mẹ mới. Đó, con mới trúng được 50 triệu nè. Bao nhiêu rồi? Đó, chuyển rồi. Sắp sửa. Lấy room cho bạn trai chị Nhi. Con chơi một tuần mới ra được 50 điểm á. Dạ, vậy thôi được. Còn một điểm nữa phải không? Sắp sửa rồi, được phòng nữa rồi. Nhiều quá. Chào cả nhà, đến đây ăn tối nè, mười mấy người trong gia đình luôn. Mấy đứa cháu dễ thương lắm. Rồi ăn gì đi, con chọn món gì? Món gì tụi con? Mấy đứa? Gang Nam Style. Dude, there's an angry mom. Where? The back, angry mom. Angry mom? Angry mom. You should see this. Angry mom, huh? Martin Minecraft. Oh. Có mấy cái tên dễ thương. Ex-wife. No. Oh, this one look nice. Crispy rice. Hay là spicy salmon crunch. Hay là spicy salmon crunch. Nghe nó ngon. Avocado. Con ăn cái món gì mà nó có trứng đó con? Trứng cá con. Dạ, order từ từ nha. Order nhiều đã đi. Có hết đâu. Lấy cho cái. Spicy salmon cái này đâu có salmon đâu. Cả nhà đi ăn tối. Sao lại say hi? Cháu say hi với mọi người nè. Appetizer, all spicy garlic and umami. Oh, really? Yeah, spicy garlic and umami. That's number one. Baked green mussel, have you guys have it? Yeah. Okay, that's one. Thì gọi tiếp nữa nếu mà anh bộ gọi tiếp đúng không? Ở đi ăn súp khoai con. Không, con ăn đi, con ăn đi. Qua ăn cho không? Con ăn cho nó sao này nhìn ngon, hấp dẫn quá. Ăn đi con. Ăn nhiều quá không? Không sao thì lỗ quá. Mình gọi tiếp đúng không? Nó làm nhỏ nhỏ nhưng mà mình cho mình ăn nhiều thứ khác nữa đúng không? Phải á. Thì xưa nhà mẹ con ăn dùm đi hả? Cái gì con? Cái gì con?
Được.